Ngày thứ 22 đúng không? 23 rồi à? Hôm qua 22 à con? Hôm nay ngày thứ 23 nhé. Hôm nay là hơi muộn, xem đồng hồ mấy giờ rồi? 6:20 Bây giờ là 6:20 các bạn ạ. Hôm nay hơi muộn. Sẽ phải chạy đến 7:15. Như hôm qua là mình chạy hết 53 phút mà gần 7 cây số. Tốc độ tăng nhanh rồi đấy. Rồi đi thôi. Này chân nhá, không đạp vào tường đâu. Quả áo rất là quần đi. Hai ngày ăn bé thì ngót về cân nhưng mà thể hình thì vẫn chưa ngót lắm nhỉ. Cô đi chợ giỏi nhỉ. Nhanh chân lên một tí vì là hôm nay đi hơi muộn các bạn ơi. Lúc nãy bố gặp khu sức riêng đang ở ngồi ngoài cổng đấy. Lúc nãy bố xuống lấy hàng đấy. Không biết bây giờ đã vào đây chưa? Sao không? Gì nữa đi nhờ? Tập trung đi. So với phần còn lại ở đây thì đúng là Usain Bolt rồi còn gì nữa, đúng không? Hả? Không, thế là nhanh rồi, con ạ. Cực nhanh rồi. Xong rồi, nốt đấy là vòng cuối. Hay vẫn chưa bật mót lên. Hay đấy là vòng cuối của ông ấy rồi. Khởi động đi, vừa đi vừa khởi động chân đi. Thôi đừng để rơi xuống không. Không ấy thì con đeo vào tay ấy. Đeo vào tay ấy. Xuất phát phòng đầu đi. Đây, đằng trước. Tức là chạy khép kín. Chạy kín vòng con ạ. Cây chưa? Đúng rồi. Hãy thử cung đường mới rẽ vào bể bơi đi con.
Hả? À? Cái gì? À, lâu thì mình rút bớt đi được thì sao? Miễn là đủ số cây như mình quy định thôi. Đúng rồi, không chạy nên không để ý. Vòng này uống nước được rồi đấy con ạ.
nửa đường rồi. Chạy yếu thế. Ngày thứ 22. Đừng dừng lại, phải đi 2 vòng đi. Lúc sau mình chạy nhanh đấy con ạ. 6, bao nhiêu vòng? 6,7 vòng đúng không? À 6,7 cây đúng không? 6,32 cây. Từ còn 2 vòng con chạy. Chạy nhanh, con bố không đuổi kịp luôn. Bố cô. Phân phối sức thế là đi thi là dễ được giải lắm. Vì mình biết dùng sức cái đoạn cuối. Còn đoạn đầu phải chạy thật trì thôi. Đúng rồi. Đoạn đầu phải làm sao thật trì. Đoạn đầu chạy mà gần như không bị mệt tí nào. Còn cái đoạn cuối mà mình đã dốc là sẽ mệt. Đúng rồi. Không, nó có bờ rào đi rồi con. Không bao giờ nó vẫn ra được đây. Kết thúc ngày thứ 23 các bạn nhé. Ngày thứ 23 chạy 6,3 cây. Rất là nhiều đấy. Bây giờ đã là 7 giờ 25 phút rồi. Rồi tạm biệt các bạn nhé. Hẹn gặp lại ngày 24.